Sa tha ni va ma nu sa nam bua tho pha
cô ê hi pa si cô ô ba na hi cô ba cha ta nguyện đi ta phô nguyện nhô hi su ba mi ba no ca ca ba tô sa va ca san cô u chu ba mi ba no ca ca ba tô sa va ca san cô nha ya ba ti ba no ca ca ba tô sa va ca san cô sa mi chi ba ti ba no ca ca ba tô sa va ca san cô nha mi Purisayukani atha purisabongala e sapakavato savaka sangho ahuneyo bahuneyo nakineyo anjavikaraneyo anuttarang vunyaketang lokasati yatam dan le dek như lai bà ứng công dân biến đi minh hạnh tung tiền để thế gian dài vô thường điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhân tâm đành lễ chánh pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệm vừa ngoài thời gian hiểu năng hơn thường nhé nhà thân chương nhớ tâm đành lễ chứ tăng đệ tử thế tôn bằng nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhân lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điển vô thường trong đời. Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anathate nikasa arame atako anyarami varami kananyarati yafi kantavanda kivaraka panche tavanam opase twaye bhagavate nupasankami twasankami twakakavanda apivade twaye kamantan Chidako sadivata bhagavantan gathaya accha pasipahudeva manosa accha mangalani acintayunakakamana sotanam duhimangalamuhatamana sevana accha palanam bandhitanai accha sevana accha uja accha puja niyanamitam mangalamuhatamana Bhatiru Bhadi Sava Soja Bhope Jakata Bunyata Atta Sama Bhadi Tijeta Mangala Motamang Bahu Sai Chancha Sirpan Jina Yoja Susekito Sufasita Jaya Vaja Eta Mangala Motamang Mata Bidu Vatanam Bhuta Darasa Sangha Ho Anakula Jakamanda Tam mangalam uttamam danaiñ ca dhammacariya ca yatakanaiñ ca sangho anavacharikam Mangalam uttamam arati virati papam accha palaya sanyamo apamado ca dhammesu etam mangalam uttamam arabho ca vivato ca santo tejakatanyuta kalena dhamma savanam etam mangalam uttamam khandi ca sovacca sata samananaiñ ca dasanam kalena dhamma Sankalcayetam mangalamuttamam tapo ca brahmacariyam cariyasacchanadasanam Thank you.
hình xác của đế khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thô thắng hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn rồi một bên thương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài bi bi mận hoan nghị dạy chúng con về phúc lành cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần vân trí hiền cúng nhường bằng tôn thức là phúc lành cao thượng ở trú sư tín thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội khéo huân liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thuần bằng sinh thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả ly tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng nhận dục tánh thương hóa thường yết kiến sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao Bích Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bích Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:30 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:30 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 1:00 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 10 Kinh niệm xứ Satipatthi Sutta câu 170 tới 179. Lăng Nhạo Nguyệt ơi, bài trong ban điều hành sai rồi Lăng Nhạo Nguyệt ơi. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân Mích Đến Sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng.
Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Hoa Nguyệt Phong Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Tệ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con hôm nay xin điền khuyết cho cô Khê Ma, lý do cô không vào room được. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay mời Phong Lan bớt bài tiếp tục nha Phong Lan nha. Dạ, bài học hôm nay Trung Bộ Kinh Ma Nikaya bài 10 kinh niệm xứ Satipatthā nó xuất tá từ câu 175 tới 179 sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Con xin mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Ngài có nghe được thanh con. Con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Niệm Xứ. Qua đến phần thứ tư là Pháp Quán Niệm Xứ. Trong thời gian qua, chúng ta đã học rất nhiều, nhất là Thân Quán Niệm Xứ, chúng ta học từng phần, cứ mỗi ngày, mỗi một cái pháp niệm. Còn riêng về niệm thọ và niệm pháp đó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ rút ngắn lại. Nhưng mà trong cái phần niệm pháp đó, thì quán pháp trên các pháp đối với năm thiền cái, đối với năm thủ quẩn, đối với sáu nội ngoại xứ, đối với bảy giác chi, đối với bốn thánh đế, thì như vậy cứ mỗi một pháp thì chúng ta sẽ có một bài, có năm bài, chúng ta có năm bài học. Và trong cái bài học hôm nay thì chúng ta có những cái câu gợi ý, những câu hỏi dạng ý
quán pháp trên pháp được dạy như thế nào? Chữ pháp Dhamma ở đây nghĩa là gì? Quán pháp trên các pháp có phải là sự suy tư về giáo pháp không? Làm thế nào để giữ được chánh niệm liên tục đối với đề tài vốn tác động sự suy nghĩ? Và cái câu cuối cùng, quán pháp trên pháp được áp dụng cụ thể thế nào? Đó là những cái câu hỏi gợi ý cho cái bài học. Như vậy thì hôm nay chúng ta chỉ mới có trình bày về ý nghĩa của quán pháp một cách tổng quát, chỉ chưa nói đến chi tiết về năm triền cái, năm thủ quấn, sáu nội ngoại xuất, bảy giác chi, bốn thánh đế. Năm bài đó chúng ta sẽ để học trong những ngày sắp tới. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn bài học ngày hôm nay, mời cô Nhật Quỳnh, và sau đó xin quý thỉnh đại đức Quỳnh niệm giảng giải cho ý nghĩa này. Xin kính chào thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Phong Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, bài học ngày hôm nay, Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 10, Kinh Niệm Xứ, Satipatthā Sutta, từ câu 175 đến 179. 175, quán pháp trên pháp. Bhikkhu Thamme Thamma Nupassi Viharati, được dạy thế nào là chánh niệm quan sát đối với những đề pháp như sau. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Là chánh niệm quan sát đối với các đề pháp như sau. Quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Quán pháp trên các pháp đối với năm ngũ uẩn. Quán pháp trên các pháp đối với sáu nội xứ. Quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. 176. Chữ pháp Dhamma ở đây nghĩa là gì? Thuật ngữ Dhamma, pháp mang rất nhiều ý nghĩa trong Phật học. Một số dịch giả giải thích chữ pháp ở đây là những khái niệm trừu tượng của tánh cảnh pháp. Bản sớ giải ghi rõ chữ pháp này, chữ pháp ở đây chỉ cho những chủ đề của pháp, lời Phật dạy mang ba yếu tố. Là những sự thật tự nhiên, là sự thật tự nhiên liên hệ với hành trình giác ngộ giải thoát, là những sự thật có liên hệ tới sự tu tập được Đức Phật giảng dạy. 177. Quán pháp trên các pháp có phải là sự suy tư về pháp? Quán pháp trên các pháp ở đây không phải là học hỏi từ nghe, đọc, mà cũng không phải là suy luận. Một khi hành giả đã có được sự hiểu biết về căn bản, về các đề tài như năm triền cái, thất giác chi, v.v. Từ sự học hỏi sau đó, khi hành tứ niệm xứ sẽ trải nghiệm những pháp này trên thực tế thân tâm. Nói cách khác, tứ diệu đế có thể lãnh hội qua sự học hỏi, hai suy luận cũng có thể trải nghiệm trên thực tế bản thân. 178. Làm thế nào để giữ chánh niệm liên tục với những đề tài pháp vốn tác động sự suy nghĩ?
Hành giả tu pháp quán niệm xứ cần duy trì chánh niệm với khung trời, với khung thời gian rộng. Toàn bộ sinh hoạt hàng ngày chánh niệm với sở hành qua thân, khẩu, ý, nhận thức được những đầu mối và hệ quả. Thí dụ, tâm tham, biết tâm có tham, đó thuộc về tâm quán niệm xứ. Nhưng nếu thấy được tâm tham ngăn ngại cho sự tập trung vì vọng móng thì đúng là tham truyền cái, một trong ngũ cái. Thấy được tham muốn là ngăn ngại, và thấy khi trạng thái đó đang thực sự diễn ra, đó là pháp quán niệm xứ. Đối với hành giả thì những đề tài và chi pháp không còn nằm trong sự suy tư hiểu biết, mà là những thực tại ghi nhận được ngay trong cuộc sống. 179. Quán pháp trên các pháp được áp dụng cụ thể thế nào? Hành giả cần học hiểu rõ những đề tài pháp ý. Pháp y cứ trên kinh điển và được sự giảng học hiểu rõ những đề tài. Dạ, con đã sai rồi, con xin đọc lại câu này ạ. Hành giả cần học hiểu rõ những đề tài pháp y cứ trên kinh điển và được sự giảng dạy tường tận của một vị thầy. Đôi khi những pháp thoại trong các trường thiền đáp ứng nhu cầu này. Sau khi hiểu rõ, hành giả quán sát những pháp ấy qua những diễn biến của thân tâm. Thời gian đầu tu tập quán niệm xứ cần môi trường thích hợp như một tu viện hay trung tâm thiền định. Hành giả cần phân biệt rõ ba thứ: trí, hiểu biết do học hỏi, hiểu biết do suy tư, hiểu biết do tu tập. Pháp quán niệm xứ là sự hiểu biết do tu tập, đọc những ý nghĩa của pháp qua cuộc sống thực tế chứ không đặt nặng suy luận. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong gum thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính nhân Bích Đến Sư ạ. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Sư, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Xin thân chào quý vị trong Đức Phòng. Hôm nay chúng ta học qua phần thứ tư của bài kinh Đại Niệm Xứ, đó chính là phần Pháp Quán Niệm Xứ. Và như hồi nãy được biết, Thượng tọa Giác Đẳng có post lên thì trong bài học này chúng ta sẽ có 5 phần, 5 bài. Và phần đầu tiên là mình tìm hiểu một cách khái quát, tổng lược như thế nào là pháp quán niệm xứ, chứ chưa đi vào chi tiết những chi phần của sự quán niệm. Bây giờ thì trước khi bắt đầu, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ chính thức đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đến chánh năng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lễ cho những ai có lòng tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng bảo những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh mà còn phàm vô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Ở đây đầu tiên chúng ta có lời dạy khi mà khởi điểm trong phần pháp quán niệm xứ, đó chính là
Phikkhu Thamme Thamma Lupassi Viharati, tức là quán pháp trên các pháp. Và như thế nào là đọc quán pháp? Thì chữ pháp đó, thưa quý vị, thăm má. Hồi xưa khi mà sư có đọc một số những điểm mà được trình bày thảo luận của các ngài giáo thọ về dịch về cái ý nghĩa của chữ thăm má này, thì các ngài hay có cái quyết định, phần lớn các vị đưa ra một quyết định đó là chỉ có để là chữ pháp thôi, chứ không có dịch ra chi tiết ở trong một trường hợp nào cả. Sở dĩ có trường hợp này là do bởi cái chữ thăm má, thưa quý vị, có ý nghĩa rất là rộng. Và chính vì thế, tùy theo cái ngữ cảnh, cái bối cảnh, Thế Tôn ngài nói đến cái chữ thăm má đều có cái ý nghĩa khác nhau theo những cái đoạn kinh văn. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái khả năng để mà đọc được các bản chú giải về những phần khuất lấp, khó hiểu của những bài kinh, thì mình mới biết được trong bối cảnh đó cái chữ thăm má là muốn nói đến đến ý nghĩa gì, đến ý nghĩa gì và lãnh vực gì. Đây là điều đầu tiên mình cần phải nhớ. Trong trường hợp của bài kinh Đại Niệm Xứ ở đây, chúng ta được biết rằng ở phần chánh văn đã nói đến chữ thăm má mang rất là nhiều ý nghĩa trong Phật học. Và chính vì vậy ở trong trường hợp này, một số các vị đã dịch nghĩa chữ là những khái niệm trừu tượng của tâm lý, hay nói cách khác là cảnh pháp. Và ở trong bản sớ giải cũng đã giải thích rằng chữ tham á đây chỉ cho những lời của Phật dạy. Nó có chứa đựng ba cái yếu tố. Đầu tiên là yếu tố đó là những sự thật hiển nhiên, những quy luật tự nhiên. Điều thứ hai đó là những sự thật tự nhiên, sự vận hành của pháp mà có liên hệ đến cái hành trình tu tập giải thoát, có liên hệ đến cái hành trình giác ngộ giải thoát. Và cuối cùng là mang ý nghĩa là những sự thật có liên hệ đến việc tu tập mà được Đức Thế Tôn ngài đã trình bày, ngài đã giải thích. Thì thưa quý vị, thật ra trong bốn pháp niệm xứ đề cập đến thân, thọ và tâm dường như là chúng ta dễ nắm bắt hơn. Quả thực là như vậy. Bởi vì dựa theo những gì mà sư đã được nghe giảng học từ các vị thầy, và nhất là dựa trên cái sự hướng dẫn về việc thực hành, trải nghiệm một cách thực tế, thì niệm thân, niệm thọ và niệm tâm dường như chúng ta dễ hiểu và dễ thực hành hơn. Thành thật nói là như vậy. Cho nên chính vì thế khi nói đến niệm pháp đó, thưa quý vị, đó là một đề tài nó rất là khó hiểu, khó nắm bắt. Và hơn nữa,
nó rất là khó trải nghiệm được ở trong cái việc tu tập, thực hành, thực chứng. Hồi xưa sư chỉ có nghe được một cái lời giải thích rất là ngắn gọn thôi từ thầy Tê Chan Ni Giá, mà cũng may mắn cho sư là ở trong cái buổi trả lời những cái pháp thoại thắc mắc của những hành giả tu tập thì thầy có trả lời một cái câu liên hệ đến như thế nào được gọi là niệm pháp trên cái ý nghĩa gọi là thực tế, thực chứng tu tập, vận dụng mới sống tu tập. Lúc đó thầy có trả lời vắn tắt như thế này: niệm thân, niệm thọ và niệm tâm, đó là chúng ta để ý, quan sát, chánh niệm, tỉnh giác, lấy đối tượng của sự vận hành từ nơi thân hay là sắc pháp. Chỉ đơn lẻ như vậy. Còn niệm thọ tức là mình quan sát, để ý những cái cảm thọ ở trong mọi trường hợp. Niệm tâm đó là mình để ý đến những trạng thái tâm, lúc có tham, có sân, có si, và lúc vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Còn niệm pháp đó chính là để ý, quan sát một cách tổng thể mà một cách tổng thể, và cái mối liên hệ giữa thân, thọ, tâm và những pháp còn lại nó như thế nào. Thầy chỉ có trả lời bằng cái cách giải thích rất là ngắn gọn như vậy. Tuy nhiên đối với sư thì sư đã rất là giúp ích được cho bản thân mình, và mình hiểu thêm về như thế nào về niệm pháp. Chứ thông thường chúng ta rất là mơ hồ về chi phần này, thưa quý vị. Rất là mơ hồ về chi phần này. Quay trở lại ở vấn đề niệm pháp, chúng ta thấy chủ yếu tập trung đến ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó chính là đây là sự thật hiển nhiên. Thì đối với một người mà người ta nhìn thấy một cách tổng thể ở trong mọi trường hợp của tất cả những cái sự vận hành của thân tâm của mình và của những người khác, thì lúc bây giờ họ có cái nhận định đây chỉ là những thuộc tính của danh sắc, nó sanh khởi do có nhân và duyên của nó, chứ không hề chứa đựng bất cứ một cái sự tự ngã nào trong đó. Tức là ở khía cạnh này, đối với một người tu tập, họ nhìn ra được sự vận hành của danh sắc đó chỉ là những cái thuộc tính tự nhiên của pháp mà thôi. Điều này nó loại bỏ được cái tư tưởng thuộc về ngã tưởng, thưa quý vị. Đó, cái chữ tự nhiên vốn nó đã có cái mặt đối lập, đối ngược lại với ngã tưởng. Ngã tưởng. Và chính vì vậy đối với trường hợp niệm pháp có một cái khía cạnh thứ hai nữa, đó chính là trình bày về toàn bộ cái quá trình hướng đến cái sự giải thoát. Thì trong cái quá trình đó, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng nó có chứa đựng cả những pháp bất thiện và những pháp thiện. Cái hành trình của luân hồi, thưa quý vị, trước khi mà mình đạt đến cái sự giác ngộ. Cho nên chính vì thế mà điều đó nó minh chứng cho thấy cái lời giải thích mà hồi nãy sư
sư nói với quý vị á, là sư đã được nghe á, đó chính là niệm pháp á, là mình thấy một cái sự liên hệ, một cái sự liên hệ tổng quát của tất cả các pháp, bao gồm cả thân, thọ, tâm và những pháp còn lại, và những pháp còn lại. Điều này nó rất là phù hợp với ở trong sự giải thích của bản sớ giải cái yếu tố thứ hai. Rồi, yếu tố còn lại đó chính là những sự thật có liên hệ đến sự tu tập đã được Đức Phật Ngài giảng dạy. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy, khi mà thấy ra được cái mối liên hệ, một cái bức tranh toàn diện của tất cả các pháp thiện, bất thiện và vô ký, thì lúc bấy giờ chúng ta cũng hiểu được, cũng biết được, cũng trải nghiệm được cái cách thức làm sao để mà mình rèn luyện để đạt được, đến được cái sự giải thoát. Tự nhiên mình sẽ biết được, thưa quý vị. Nó cũng giống như là một cái nhà nghiên cứu, khi mà họ đã quá hiểu về tất cả cái đề tài mà họ nghiên cứu, thì lúc đó họ sẽ có được một cái phương án tốt nhất để đạt đến được cái mục đích tối cao. Đó là ba cái ý nghĩa. Ở đây nói đến chữ thâm á. Và một điều nữa chúng ta phải nên lưu ý rằng ở trong những cái đối tượng của tâm á, thưa quý vị, khi mà nói đến thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, nó có cái lãnh vực tha thú của nó một cách riêng biệt và rất là đơn giản. Tuy nhiên, hễ nói đến cảnh pháp, hễ nói đến cảnh pháp là một cái gì đó nó rất là bao hàm và tổng quát. Chính vì thế, quay trở lại vấn đề trong sự tu tập của bốn niệm xứ, niệm pháp được xem như là rất là khó, rất là khó. Và vì vậy cũng có một số những cái sự trình bày giải thích rằng cái đề tài này nó phù hợp cho vị hành giả có trí tuệ bén nhạy, có nhiều trí tuệ, nhiều trí tuệ. Khi mà chúng ta tu tập á, nó phải có tùy theo cái cơ tính, tùy theo cái điểm mạnh của mỗi người mà nó sẽ có một cái đề tài nó hợp, thưa quý vị. Một số những vị thiên về niềm tin, thiên về giới thì nó sẽ có cái đề tài tu tập phù hợp khác. Thật ra khi đạt đến cái sự giải thoát thì bất kỳ vị thánh nào cũng hiểu rất rõ về cả bốn cái đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà lúc mà mình chưa có giải thoát á, cái sự bắt nguồn của mình á, nó lại có cái sự liên hệ rất là mật thiết với cái cơ tính, tức là những cái điểm mạnh, những cái điểm mạnh mà chúng sanh đó đã tích lũy ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Đối với những vị hành giả mà thiên về định lực thì sẽ có cái án xứ, cái án xứ tu tập nó phù hợp. Đối với những vị hành giả mà có cái sở trường, cái điểm mạnh về tuệ lực trí tuệ thì sẽ có cái đề tài phù hợp đối với vị ấy. Và trong phần bốn niệm xứ này, thưa quý vị, thì niệm pháp thì nó là một cái án xứ tu tập phù hợp với người có nhiều trí tuệ, cho người có nhiều trí tuệ. Nó cũng ví như là ở trong một cái bức tranh,
khi mà chúng ta nhìn vào một vài những cái điểm đơn độc á, thì nó có thể là nó dễ hơn, nó dễ dàng hơn thưa quý vị. Bởi vì nó không cần phải có một cái nhận thức bao hàm đầy đủ cả một cái tổng thể của bức tranh. Cái phạm vi mà mình nhìn thấy á, nó chỉ có cô đọng thôi. Tuy nhiên, nếu mà một cái người mà có sự quan sát một cách tinh tế, bén nhạy á, thì họ nhìn vào trong một bức tranh, họ sẽ thấy được một cách tổng quát tất cả những khía cạnh sâu và rộng, những cái điểm chi tiết của bức tranh đó. Điều đó như thế nào thì đối với trường hợp niệm pháp ở đây cũng như thế đó. Niệm pháp ở đây cũng như thế đó. Tuy vậy, một điều nữa mà mình cần phải nhớ rằng, thật ra tất cả những gì mà sư trình bày cho quý vị á, là cũng được nghe giảng ở nhiều nơi bởi những vị thầy đang trong cái những cái buổi mà hướng dẫn trả lời những cái thắc mắc cho những vị hành giả tu tập. Và sư nhớ được những cái lời giải thích đó, theo như trong trường hợp những bài pháp nào thì sư đem ra sư chia sẻ lại với. Ở đây, đối với một người mà niệm thân á, thưa quý vị, niệm thân, khi mà họ đã đạt đến một cái sự hiểu biết sâu sắc về thân này, thì lúc bấy giờ tự nhiên họ sẽ thấy luôn cả, họ sẽ tự hiểu và nhận thức được bằng cái kinh nghiệm trực tiếp của mình tu tập giữa thân, nó có sự liên hệ như thế nào đối với thọ, như thế nào đối với tâm và tất cả những pháp còn lại. Và tất cả những pháp còn lại. Tương tự như vậy đối với niệm thọ cũng vậy. Họ có thể khởi nguồn cái điểm chủ yếu, cái điểm chủ lực của họ từ thọ. Nhưng mà đến một cái giai đoạn cường thịnh sâu sắc của cái đời sống tu tập á, thì tự nhiên họ sẽ thấy luôn cả thọ đối với thân ra sao, và đối với tâm ra sao, và đối với tất cả những cái pháp liên hệ như thế nào. Và tâm cũng vậy. Cũng giống như trong một bức tranh, chúng ta mới đầu khởi điểm nhìn vào một điểm, nhưng mà mình không dừng lại ở đó. Và từ cái điểm đó, mình có thể nhìn rộng ra, nhìn rộng ra, và từ từ nó lan rộng cái tầm nhìn của mình, và đến một cái mức độ nào đó, chúng ta thấy luôn cả toàn bộ cái bức tranh. Tuy nhiên khởi điểm của mình nó chỉ là một điểm thôi. Còn người niệm pháp đó, đúng quý vị, do cái năng lực của họ mạnh về trí, cho nên khi mà họ nhìn vào một cái sự tổng quát thì họ đã hiểu được tất cả những cái mối liên hệ, và trong đó có cả bao gồm chứa đựng của thân, thọ và tâm luôn. Và tất cả những chi phần còn lại. Chính vì thế mà khi mà nghe giảng từ những vị thầy có sự hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái sự đồng bộ, không có cái sự chống trái, mâu thuẫn với nhau, và dẫn đến cái sự tranh cãi về các đề tài tu tập. Bởi vì trên cái khía cạnh của việc tu học, pháp hành đó, đúng việc, nếu như mà mình không hiểu á, nó cũng có những cái quan niệm cá nhân, cái quan niệm mà tư kiến của chính bản thân mình. Phần lớn á, những trường hợp như vậy là rơi vào trong những đối tượng mà họ chưa có sự hiểu biết một cách đầy đủ và trọn vẹn. Còn đối với những vị đã có sự hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực pháp học cũng như sự thực hành kinh nghiệm nhiều
rộng và sâu của bản thân, thì khi các ngài ngồi lại nói chuyện với nhau, nó không có sự chống trái nhiều. Nó không có sự chống trái nhiều. Cho nên chính vì thế mà đối với đề tài niệm pháp đó, đó chính là vị hành giả dựa trên cái khía cạnh của các pháp, cái khía cạnh của các pháp một cách tổng quát. Điều này làm cho sư nhớ lại là nếu mà mình phân tích theo năm uẩn đó, thưa quý vị, thân thì thuộc về về sắc uẩn, nhận thân, thọ là một chi phần thuộc về thọ uẩn, và tâm là một chi phần thuộc về thức uẩn. Thì ba cái đối tượng này á, nó có vẻ là đơn giản hơn đối với niệm pháp. Nó có vẻ đơn giản hơn bởi vì cái tính năng của nó đó, thưa quý vị, nó cô đọng hơn. Nó không có nhiều những cái khía cạnh sai biệt. Còn nói đến niệm pháp á, là cái chi phần khi mà mình so sánh đối với năm uẩn á, là vị hành giả quan sát về hành uẩn và tưởng uẩn. Hành uẩn và tưởng uẩn. Theo như pháp học mà chúng ta học ở A Tỳ Đàm á, thì tưởng uẩn á, thưa quý vị, và hành uẩn là hai pháp nó có rất nhiều những cái sự sai biệt. Nó có rất nhiều những cái sự sai biệt. Cho nên đối với chúng sanh nó có những cái sự nhận thức, tức là tưởng uẩn, nó sai biệt, nó khác nhau rất là nhiều, rất là nhiều khía cạnh phức tạp. Và hành uẩn cũng vậy nữa. Thuộc tính của hành uẩn tổng cộng là có đến 52 thuộc tính. Xin lỗi quý vị, là có 50 thuộc tính. 50 thuộc tính. Trong đó bao gồm tất cả những thuộc tính thuộc về thiện cũng có, trong nhóm bất thiện cũng có, và trong nhóm vô ký cũng có trong đó. Trong nhóm vô ký cũng có. Vì thế mà nói đến niệm pháp, tức là nói đến khía cạnh, cái đề tài tu tập, nó bao hàm một cách trọn vẹn và đầy đủ cả ở những lĩnh vực của chiều sâu và chiều rộng của tất cả những pháp có liên hệ. Tất cả những pháp có liên hệ. Đây là điều thứ nhất mà chúng ta nên nhớ. Điều thứ hai đó là quán pháp trên các pháp, phải chăng có phải là sự suy tư về pháp hay không? Trong trường hợp này, chúng ta nên biết rằng cái sự nhận thức, hiểu biết về pháp nó có ba trường hợp. Thứ nhất là cái sự hiểu biết từ nơi việc học hỏi. Từ nơi việc học hỏi. Thứ hai là sự hiểu biết dựa trên sự suy luận. Sự suy luận. Và thứ ba là sự hiểu biết, sự nhận thức dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân. Thì trong ba trường hợp này, đối với việc tu tập niệm pháp, thưa quý vị, nó không phải là sự suy luận. Nó không phải thuộc về mà ngồi mà mình suy nghĩ từ cái sự suy diễn đó mà vị đó đạt được cái trí tuệ để mà hiểu biết. Nó không phải nằm trong cái lãnh vực của trí suy luận, mà sự hiểu biết này dựa trên cái việc quan sát một cách kỹ lưỡng tổng thể của tất cả những pháp nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra. Từ đó họ thấy được nhiều khía cạnh của các pháp theo cái kinh nghiệm thực chứng, theo cái kinh nghiệm thực của bản thân. Việc này, thưa quý vị,
nó rất là sâu sắc, không có dễ gì mà chúng ta có thể đạt được cái sự hiểu biết thông qua việc mình nghe những cái lời giải thích không thôi. Đôi lúc có những vị thầy á, khi mà kiểm tra những người đệ tử tu tập, xem họ có thật sự hiểu biết về cái đề tài đó hay không. Sư thấy rằng nó cũng có nhiều những cái điểm thú vị. Đôi khi có những trường hợp á, có những vị hành giả giải thích rất là nhiều, rất là nhiều về cái kinh nghiệm thực chứng của mình bằng những cái từ ngữ, những lời lẽ trình bày. Nhưng mà thông qua cái sự thẩm định của vị thầy á, thì vị thầy lại đưa ra một cái lời giải đáp rằng cái vị này không có thật sự kinh nghiệm. Không có thật sự kinh nghiệm, mà chẳng qua chỉ là những cái sự hiểu biết trí liên hệ đến nhiều của việc học hỏi và suy luận trước đây mà. Lại nữa, cũng có trường hợp một vài những vị hành giả người ta không có giải thích nhiều, người ta không nói nhiều về những pháp mà họ kinh nghiệm. Những lời giải thích của họ rất là cô đọng. Nhưng mà ngược lại, vị thầy lại nói rằng là người này thật sự là có cái sự trải nghiệm. Sở dĩ nói đến điều này để cho chúng ta phân biệt được rằng ở lĩnh vực của hiểu biết do suy luận đó, thưa quý vị, đó là một lĩnh vực khác. Và hiểu biết do sự kinh nghiệm, đó là một lĩnh vực khác. Chúng ta khó có thể mà hiểu được, nhất là trên khía cạnh của sự kinh nghiệm, trải nghiệm. Quý vị biết rằng khi mà một người người ta thấy được cái sự vận hành, các mối liên hệ của các pháp, họ chỉ cần nhận định được và trí tuệ hiểu biết được ngay trong tích tắc thôi, thì thậm chí tất cả những cái khía cạnh còn lại, những cái khía cạnh còn lại họ đều nhìn ra được hết. Vì vậy mà chúng ta thấy ở cái giai đoạn của phàm phu và của bậc thánh, cái hành trình đó nó có một sự khác biệt. Cái trí tuệ trong lĩnh vực của phàm phu đó, quý vị, chúng ta phải dung nạp rất nhiều thông tin, chúng ta phải dung nạp rất nhiều từ những gì mà mình được nghe, được học, được đọc ở trên sách và nghe giảng, rồi cộng thêm những gì mà mình nhận định, suy xét về những vấn đề mà chúng ta đã được học, chúng ta mới đạt ra được một cái sự hiểu biết gì đó. Nó cũng giống như là chúng ta làm nhiều nhưng mà cái thành quả của nó chỉ có như vậy, chỉ ít. Còn ngược lại á, cái diễn hoạt của hành trình giác ngộ, thưa quý vị, nhất là trong cái đạo lộ chứng đạo á, của bậc thánh, nó diễn ra đúng trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, diễn ra đúng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng mà chỉ khi có được cái thời gian đó, tuy nó ngắn như vậy, nhưng mà từ sau đó trải về sau, thì vì đó hiểu ra được thêm tất cả những cái gì dưới cái sự quan sát hiểu của vị ấy, nó hình như là nó mở rộng ra tất cả, nó không còn bị trở ngại bất cứ một cái thứ gì hết. Cho nên chính vì vậy mà ở khía cạnh của sự việc quán pháp trên kinh nghiệm thực chứng đó, thưa quý vị, nó mạnh mẽ hơn, nó sâu hơn,
và nó rộng hơn. Còn học á, và suy tư á, thì nó không có năng lực bằng. Nó không có năng lực bằng. Bằng chứng là chúng ta thấy không? Mình học rất nhiều, mình cũng hiểu biết, mình cũng có sự suy xét về pháp rất nhiều. Nhưng mà tại sao mình phải đặt một cái câu hỏi là tại sao mình hiểu biết như vậy, nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thừa biết điều đó là không tốt nhưng mà mình vẫn tái phạm vào. Khi mà mình đặt câu hỏi đó thì chúng ta sẽ thấy được cái lĩnh vực của trí do học hỏi và suy tư nó khác với trí của thực chứng là sao. Chúng ta vẫn bị, thưa quý vị, chúng ta vẫn bị. Còn ngược lại á, đối với những người á mà trong giai đoạn tu tập họ có những trải nghiệm thực chứng về tâm lý, đối với các pháp á, thì lúc đó tự nhiên cái năng lực của tâm họ sẽ có được một cái khả năng nó điều phối cho diễn hoạt của thân khẩu ý nó đi vào cái đường lối xa lánh những ác bất thiện và hòa nhập vào cái dòng chảy của thiện pháp một cách tự nhiên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự giữ giới của phàm phu nó khác đối với sự với giới của bậc thánh là ở điểm này nè, là ở điểm này nè. Giới của phàm phu á, chúng ta phải rất là cố gắng, chúng ta phải nghe nhiều, chúng ta phải học nhiều, chúng ta phải thâu nạp nhiều những cái thông tin và cố gắng suy xét thì mình mới gìn giữ được. Còn giới của bậc thánh á, nó dường như là một cái gì đó nó tự động, nó sắp xếp cho cái đời sống thân khẩu của các vị ấy đi vào trong cái chiều hướng dòng chảy của thiện pháp một cách rất là tự nhiên, không cần phải gò ép, không cần phải gò ép, giống như là mọi sự nó sắp đặt sẵn rồi đó. Vì thế mà ở đây điều mà mình nên hiểu là quán pháp trên các pháp nó không phải là nói đến trường hợp là chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ là ý muốn nói đến vị hành giả đó, vị hành giả cứ nhìn chằm chằm, cứ quan sát một cách liên tục đối với những bất cứ những cái gì nó xảy ra đối với cái bối cảnh sống của họ. Và khi họ trải nghiệm trên thực tế như vậy thì tự nhiên cái tâm lý của họ sẽ hiểu biết ra được rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Họ biết làm thế nào để xa lánh những ác pháp, những nhân đưa đến ác pháp họ ngăn. Họ biết luôn cả những nhân nào nó có ích, nó trợ giúp cho thiện pháp sanh. Biết luôn được cả cái mối liên hệ. Khi mà mình có bất thiện á, thì trước mắt là mình bị thiệt hại. Nó không chỉ dừng lại ở đó không thôi đâu, mà nó còn lây lan sang cả những cái sự vận hành của những đối tượng khác. Họ biết luôn thưa quý vị, họ thấy được dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà họ quan sát một cách tỉ mỉ. Nó cũng ví như là như thế này nè. Chúng ta thường hay chỉ thấy rõ được những gì nó xảy ra ở trong chính cuộc đời mình. Những cái gì nó xảy ra đối với bản thân mình và những chuyện ở trong gia đình mình thì mình dễ dàng mình thấy được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là lợi, cái nào là không có lợi. Nhưng mà đối với những cái bối cảnh xung quanh khác, những người mà không phải là thân thích của mình, dường như là có thể nói rằng là
họ không có liên quan đến cái cuộc sống của chính mình, thì mình không thấy được những cái trường hợp đó. Thật ra bất kỳ những cái gì đó nó đang diễn ra, nó đều có một cái mối liên hệ nhất định nào đó, không hề có một cái sự đơn lập nào. Sư nói ví dụ như thế này: mình đi ra ngoài chợ, mình thấy cái bà bán rau ở ngoài chợ, mình thấy rằng bà có cuộc sống của bà có gia đình của bà, nó đâu có liên quan gì đến gia đình của mình đâu. Nếu mà xét một cách sơ bộ thì điều đó không có sai, điều đó không có sai. Nhưng mà thưa quý vị, mình không nghĩ đến một chuyện: tất cả những cái chi tiết nhỏ mà xảy ra đối với cái đời sống của cái người bán rau đó, nói ví dụ là cái việc thu nhập của người đó đi, nó cũng có dây mơ rễ má liên hệ đến cái cuộc sống của chính mình chứ không phải là không. Thật sự là như vậy, chứ không phải là nghe nói như vậy thì chúng ta thấy nó có vẻ giống như là hình như nó vô lý quá, nó vô lý quá. Thật ra không vô lý. Chẳng hạn sư nói như là cái người bán rau đó, nếu như mà người ta vì cái lợi ích của bản thân hay là vì cái mục đích của cuộc sống thì gánh vác gia đình, mà họ buôn bán không có trung thực, họ dùng những cái mua những cái loại rau củ không có được chất lượng để mà buôn bán, thì như vậy á, người khác sẽ mua rồi cũng đâu có biết chừng được rằng là cái người mà chủ của mình hay là những người thân nào đó có liên hệ rất là gần ở trong cuộc đời mình, họ cũng đi chợ, họ mua ngay cái thứ rau đó, họ mua ngay thứ rau đó rồi ăn vào á, thưa quý vị, nó không có bảo đảm chất lượng, nó xảy ra coi như là bệnh hoạn rồi chẳng hạn như là người chủ của mình đi bị bệnh hoạn từ cái thực phẩm đó, thì có phải là nó có liên hệ đến cái công việc của chính mình hay không? Có phải nó có liên hệ đến công việc của chính mình đó? Cho nên sư chỉ kể một cái dẫn chứng, một cái ví dụ vắn tắt thôi. Chuyện này nó vẫn có thể xảy ra, đúng không? Cho nên chính vì thế mà đừng bao giờ mà mình thấy rằng tất cả những cái con người mà mình không thấy mặt lần nào ở trong cuộc đời này, nói thẳng là như vậy, là không hề có liên hệ đến gì đối với cuộc sống của mình. Không có đâu, thưa quý vị. Không có đâu. Các pháp vận hành đều có sự liên quan với nhau, kể cả những người mà mình biết mặt, thấy mặt, gặp gỡ hàng ngày ở trong cuộc đời này, và luôn bao hàm luôn cả những người mình không thấy mặt, đều có sự liên quan với nhau hết, chứ không có phải là người ta có cuộc sống riêng của người ta, không có ảnh hưởng gì mình, không phải như vậy. Vì hành giả quán sát pháp á, do cái trí tuệ của họ mạnh á, họ sẽ thấy ra được điều này. Và khi thấy được điều này thì họ lúc bây giờ cái tâm lý của họ rất là thận trọng đối với thân khẩu của chính mình. Tự nhiên nó sẽ đưa cho họ ra nhận thức đó, bởi vì mình thấy được cái mối liên kết của các pháp một cách tổng quát như vậy, thì mình cũng nhận thức ra được rằng là chính bản thân mình nó cũng là một phần tử ở trong đó. Mà nếu như mà chúng ta có thân hành, khẩu hành và ý hành bất thiện, thì ngược lại nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người khác theo một cái dây chuyền liên hệ với nhau. Tức là không phải chỉ khổ mình không thôi, còn khổ người khác. Tại như cái điển hình hồi nãy sư giải thích, dẫn chứng cho quý vị một cái ví dụ về cái người bán rau mà mình không hề quen biết có liên hệ. Cho nên chính bởi cớ đó mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng quán pháp trên các pháp nó không phải là cái sự suy tư, mà một cái góc nhìn về những sự thật diễn ra một cách sâu sắc và trọn vẹn. Vì thế mà nãy sư nói với quý vị, nói đến cái sự trình bày về pháp quán niệm xứ thật rất là khó. Trình bày theo cái khía cạnh của pháp học không thôi,
cũng đã là mệt mỏi rồi, còn làm cho người khác hiểu trên cái khía cạnh của sự tu tập thực chứng đó, thưa quý vị, lại càng khó hơn, lại càng khó hơn. Tuy nhiên sư được may mắn nghe giảng pháp học cũng có, nghe giảng về pháp hành cũng có, từ nơi các vị thầy có nhiều kinh nghiệm cả hai lĩnh vực học pháp và hành pháp. Cho nên chính vì thế mà nó cũng không có còn nhiều những cái băn khoăn lắm như cái thời điểm ban đầu. Sư nói rằng là không còn nhiều băn khoăn, chứ không có dám nói một câu rằng là không còn những cái gì đó mà chưa có hiểu vậy về pháp quán niệm xứ. Bởi vì tại sao? Bởi vì phàm phu, thưa quý vị, mà chưa có cái sự chứng đạt của thánh trí, thì cái đề tài về thân thọ tâm pháp này có thể nói rằng là mình chưa hiểu biết một cách trọn vẹn. Nói thẳng ra là như vậy. Nếu như mà hiểu biết một cách đầy đủ và trọn vẹn đúng nghĩa, chỉ có trường hợp của bậc thánh thôi, của bậc thánh thôi. Chứ còn phàm phu mình không có được cái trình độ, cái khả năng đó đâu. Cho nên đó là trường hợp thứ hai, chúng ta nên nhớ. Rồi thêm một phần nữa là làm thế nào để giữ chánh niệm liên tục với những đề tài vốn có sự tác động suy nghĩ, vốn có sự tác động suy nghĩ. Đó là vị hành giả khi tu tập về pháp quán niệm xứ này cần phải duy trì việc chánh niệm với một cái khoảng thời gian rộng rãi, và tất cả những cái toàn bộ những bối cảnh nó có liên hệ đến cuộc sống của chính mình, để ý một cách tổng quát hết. Những sở hành về thân khẩu ý của bản thân, và kể cả luôn cả những cái sở hành về thân khẩu ý của những con người mà mình phải tiếp xúc. Thông qua điều đó sẽ đưa đến cho vị đó rất là bén nhạy đối với cuộc sống, và họ sẽ hiểu được những cái mối liên hệ về nhân quả rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn. Đó là việc vị hành giả cần phải duy trì thì mới có thể đạt được cái sự lợi ích nhiều nhất của cái pháp quán niệm xứ, thưa quý vị. Cho nên bởi vì thế vậy mà khi mà chúng ta tu tập mình có thể thấy được trong tất cả những cái đề tài mà chi tiết sắp tới chúng ta sẽ học nằm trong lĩnh vực của pháp quán niệm xứ, chúng ta sẽ thấy có rất đầy đủ những ý nghĩa của pháp theo chiều rộng cũng như chiều sâu. Chẳng hạn như đề mục của pháp quán niệm xứ thuộc về lĩnh vực bất thiện, đó là vị hành giả quan sát năm triền cảnh. Rồi đề mục của những pháp quán niệm xứ thuộc về lĩnh vực của thiện pháp, của thiện pháp. Chẳng hạn như các giác chi và tám chi đạo, đó thuộc về thiện pháp. Và những cái đề tài nó có liên hệ đến cả ba thiện, bất thiện và cả pháp vô ký. Chẳng hạn như là năm uẩn mười hai xứ, hoặc là bốn thánh đế cũng có hai cái chi phần, một cái là nói về nhân sanh khổ và cái kết quả bị khổ là từ đâu, và một cặp thuộc về chi phần của con đường để mà thoát khổ, và khi mà bước đi trên con đường này mình sẽ đạt được chấm dứt khổ đau. Vì thế mà chúng ta thấy niệm, hãy nói đến niệm pháp quay trở lại, đó chính là để ý một cách tổng quát của tất cả những khía cạnh
Thiện, bất thiện, vô ký, sự liên hệ nội phần và ngoại phần của tâm và cảnh, sự diễn hoạt qua mọi khía cạnh của cửa ngõ, từ việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Đó là những gì mà chúng ta cần phải phải biết nếu như mà mình muốn dấn thân vào trong trong niệm pháp. Cái đề tài này á, đúng quý vị, cái người mà không có nhiều trí tuệ thì rất là khó để mà tu tập, để mà khởi điểm. Bởi vì sư nhớ thêm một cái lời trình bày nữa, tức là pháp quán niệm xứ, tức là nó thiên về làm cho cái vị hành giả có thể nhận thấy được duyên sanh và duyên hệ của các pháp. Cái điều này rất là đặc biệt, duyên sanh và duyên hệ. Mà hễ nói đến duyên sanh và duyên hệ trong lĩnh vực pháp học thôi cũng là điều mà mình làm mình nhức đầu, đừng nói chi đến kinh nghiệm của pháp hành. Thì pháp quán niệm xứ đó, pháp quán niệm xứ là nhìn thấy phần lớn duyên sanh và duyên hệ. Nói đến duyên sanh và duyên hệ á, là nó bao hàm toàn bộ cả một bức tranh sanh tử rồi, bao hàm một cách toàn bộ. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý cuối cùng. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính quý vị, ở đây xin con xin được chấm dứt cái bài giảng ở đây cũng vừa phải lẽ, vì thiết nghĩ rằng đây là một cái đề tài, một cái bài học rất là khó và rất là cần thiết việc thảo luận, nhất là của sư phụ Tuệ Siêu đóng góp thêm của từ nơi thượng tọa giác đẳng, để cho những cái người tu học của chúng con có được thêm nhiều cái sự lợi ích nếu mà tu tập với cái đề tài pháp quán niệm xứ này. Cũng xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bích Thà Giá. Và bây giờ phần còn lại cũng xin gửi nhất lại cho thượng tọa giác đẳng, hãy điều hợp cho chư tăng trong phần thảo luận. Nam mô Bích Thai giá, dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai giá, dạ cảm ơn Hoàng Việt, cảm ơn Phong Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh nhà Tuệ Siêu có thể thảo luận câu số 1 và xin ngài điều hành lại giờ của thượng tọa giác đẳng. Sư đã bận, sư hẹn 30 phút sư sẽ trở lại và sư đợi lại mấy câu hỏi. Dạ con cung thỉnh nha Thiệu Siêu ạ. Dạ cảm ơn Phong Lan đã có câu hỏi. Dạ Nam mô Bích Thai giá, dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh nha Thiệu Siêu trở lại đạo tràng. Dạ ngài con nghe được âm thanh con hồng gia xà thủ và dạ, con kính dân minh tính ngài ạ. Không biết vì sao thượng tọa giác đẳng không có mặt ở trong rung, nghe cô Nhật Quỳnh nói là thượng tọa giác đẳng sẽ trở lại trong 30 phút, không biết được thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không.
cũng rất có thể là Thượng Tọa Pháp Trân bận tụng kinh với Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì chúng ta có các cái câu hỏi thảo luận Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Trong câu thảo luận số 1, tại sao khi chúng ta quan sát thực tại thì thường nhìn bằng định kiến thực kiến hơn là pháp tánh là sao nhận biết như vậy? Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, nó có ba cái nguyên nhân khiến cho chúng sanh khi mà quan sát thực tại thì thường nhìn bằng cái định kiến thành kiến hơn là cái pháp tánh. Cái nguyên nhân thứ nhất chính là vì chúng sanh bàn cái tà kiến tiền nghi tức là do cái sự chấp sai cái tri kiến, cái tà kiến cố hữu đó nên khiến cho chúng sanh bây giờ quan sát cái thực tại thì thường nhìn bằng cái định kiến, cái thành kiến như Đức Phật ngài dạy ở trong cái pháp cú kinh. Đức Phật ngài có dạy Asare Sarmatino Sare Chasa Radasino Tisaran Na Thi Gacchati Gacchati Mucha Sankappa Gojara. Nhầm tưởng là chân lý đối với những điều phi chân lý, đối với những điều chân lý thì lại là thấy đó là chân lý. Chưa hành xứ tà tư duy, chúng không đạt được chân lý. Chúng sanh ở trong đời này
do cái tà kiến cố hữu mà luôn luôn nhìn cái sự vật gì cũng nhìn bằng cái định kiến, cái tà kiến. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai cho nên cái ngã chấp hay là thử thực chất thân phượng gọi là idam sacca vinisaka kajagantha. Chúng sanh trong đời này bao giờ cũng chủ quan, cái gì họ biết họ thấy thì họ cho là đúng và họ phủ nhận cái biết cái thấy của người khác. Nó thành cái thói quen rồi, cho nên cái thói quen đó khiến cho người này luôn luôn nhìn quan sát thực tại thì thường nhìn bằng cái định kiến, cái thành kiến hơn là cái pháp tánh của vạn pháp. Cái nguyên nhân thứ ba khiến cho chúng sanh khó quan sát thực tại, thấy được cái pháp tánh và tự nhiên của vạn pháp là do vì thiểu trí. Cái thiểu trí ở đây tức là phải hiểu được những chúng sanh vô văn phạm phu, không biết pháp của bậc thánh, của bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc thánh, bậc chân nhân là Đức Phật, vì do không gặp, không thấy, không biết pháp của bậc thánh như vậy cho nên cái trí tuệ cũng khó. Nó cứ chấp sai đừng có nói chi là một cái chúng sanh phàm phu bình thường, ngay cả cái người mà có niềm tin đi vào trong Phật pháp mà có một số, đừng có nói chi là Phật tử, ngay cả như đối với các vị sư, các vị xuất gia, tam tạng kinh điển không có học cho thông, họ bài bác ví dụ pháp, bài bác tăng lực tạng ví dụ pháp, họ không có đọc, không có hiểu ở trong đó coi ví dụ pháp nói cái gì, phân tích cái gì thì họ bài bác. Mà nếu mà họ bài bác kinh điển như vậy đó, mà thử hỏi như người pháp quán niệm xứ mà quán về năm triền cái, quán làm sao đây, quán về ngũ quẩn, quán làm sao đây, khi mà họ không học gì pháp, họ đâu biết ngũ quẩn là cái gì, những thành phần nào là ngục, là sắc quẩn, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Rồi đối với thập nhị xứ, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, họ chỉ biết qua cái ngôn từ
chứ họ đâu có hiểu. Nhãn xứ, sắc thực tinh nhãn, nó đối chiếu với sắc xứ, là cảnh sắc, cảnh sắc đó làm duyên cho nhận thức bằng cách gọi là aramana paccaya, là cảnh duyên. Rồi nhãn xứ đó nó trợ cho cái tâm nhận thức sanh khởi bằng cách là vatthupuricchatapaccaya, là bậc tiền sanh y duyên, bậc tiền sanh duyên. Họ không hiểu cái đó. Cho nên khi mà một người mà không có trí tuệ đa văn, tức là họ nhìn cái sự vật, họ quán cái thực tại, họ không có thể thông suốt được. Vì họ còn cái, họ chỉ nhìn cái thực tại, cái thành kiến ngã chấp, cái thành kiến và định kiến thôi. Thí dụ bây giờ một người, một vị sư hay là một vị hành giả cư sĩ, mà họ có tâm dị ứng với vị diệu pháp Abhidhamma, mà khi mà đã có tâm dị ứng như vậy rồi, họ thực hành tứ niệm xứ, họ thực hành pháp và niệm xứ, khi họ quá đến ngũ quẩn, họ đâu có dám, họ đâu có dám suy nghĩ, hay là không có muốn suy nghĩ sắc quẩn là đất nước lửa gió, sắc lại hiểu là sắc y sinh, họ đâu có muốn suy nghĩ. Họ phải suy nghĩ cái khác đi, họ suy nghĩ cái khác đi thì suy nghĩ theo cái tục đế, cái chế định, cái giả lập, cái thường tích. Thế là họ bắt đầu đi từ cái sai này đến chỗ sai khác, vì do cái định kiến, cái thành kiến của họ mà họ không thể nhìn rõ được cái thực tại, vì do thiếu trí. Cho nên ở đây là một điều mà chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Dễ hiểu, dễ hiểu tại sao, dễ biết cái câu trả lời tại sao khi chúng ta quan sát cái thực tại thường nhìn bằng cái định kiến, thành kiến hơn là pháp tánh. Pháp tánh ở đây tức là chỉ cho sắc pha và thâm bát, là cái pháp thực tích. Một là do tà kiến, hai là do ngã chấp, ba là do thiếu trí tuệ. Chỉ ba cái đó thôi. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thọ đường sư ngộ. Bây giờ quý vị đưa ra câu số 2. Câu số 2 này không biết thượng tọa chắc thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không ạ? Nếu thượng tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy thì câu hỏi này xin thỉnh đại đức quy niệm quan hỷ trở lại. Biết rằng hôm nay đại đức là giảng sư điểm huyết cho đại đức Pháp Tính đã vừa giảng xong, nhưng mà bây giờ ở trong room thì không có vị nào, nên sau khi đại đức trả lời cho câu thảo luận số 2 thì chúng tôi sẽ trở lại với câu số 3. Không biết đại đức quy niệm có mặt ở trước máy không? Dạ, xin cảm ơn đại đức.
Thỉnh Đại Đức trả lời dùm cho câu số 2. Có lời Phật dạy nào nên liên hệ, dạy nào liên hệ tới giải thoát mà không y cứ trên sự thật? Tức là có Phật môn nào giải về con đường giải thoát mà không y cứ vào cái sự thật, không y cứ vào chân lý? Xin cái điều đó khó hay không? Xin thỉnh Đại Đức Vinh Niệm. Dạ, sa thú. Con cảm ơn sư phụ Tuệ Xuyên. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây câu thảo luận số 2 chúng ta thấy rằng có lời Phật dạy nào liên hệ đến giải thoát mà không y cứ trên sự thật, sự thật hay không? Thì thực ra thưa quý vị, những lời Đức Thế Tôn ngày dạy cho chúng sanh, trước hết chúng ta phải nên ghi nhớ rằng cái giai thoại mà Đức Thế Tôn ngày ngày trả lời với tôn giả Ananda là thật ra pháp nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều, và cái mà Đức Thế Tôn ngày hiểu biết thì tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng mà những gì mà Đức Phật ngày dạy nó cũng chỉ là giống như một phần nào đó của những chiếc lá mà ngài nắm ở trong tay thôi. Còn cái số lá trong cái khu rừng này nó rất là nhiều. Thực ra nói như vậy không phải là Đức Phật ngài giấu giếm những gì mà ngài hiểu biết, mà không có chỉ bảo cho chúng sanh khác cùng biết với. Có điều là sở dĩ ngài chỉ nói một số những vấn đề có liên hệ đến ở trong những kinh điển mà chúng ta thấy để lại sau này chỉ là một phần nào đó thôi, so với tất cả những cái pháp mà ngài giác ngộ, ngài hiểu biết. Là do bởi chỉ cần những pháp cốt lõi như vậy thôi là đã đủ rồi, đã đủ rồi. Bởi vì những cái pháp khác ngoài ra, thưa quý vị, thứ nhất là nó không có sự lợi ích, nó không có sự lợi ích. Và thứ hai á, là nói nhiều nhưng mà không cốt lõi á, không đưa đến cái trọng tâm dẫn dắt chúng sanh thoát khổ, hướng đến cái hạnh phúc tối cao, thì nói làm cái gì? Thì nói làm cái gì? Nhất là cái hành trình mà Đức Thế Tôn ngày tu tập lúc mà ngài còn Bồ Tát, thì cái mục đích duy nhất, cái mục đích duy nhất thôi, đó chính là làm sao để khai thông và khai mở cái con đường đi ra khỏi cái khu rừng sanh tử là chủ yếu. Còn những cái thứ mà còn lại trong rừng á, thật ra là ngài biết nó có cái gì, nó có nguy hiểm ra sao vân vân, và nó chứa đựng những cái gì thì Đức Phật ngài biết. Nhưng mà cái mà Đức Phật ngài muốn nhắm đến đó là pháp mà từ trước tới giờ hầu như trong sanh tử ít có khi nào được nhắc đến, đó chính là cái con đi ra khỏi khu rừng. Chính vì thế mà Đức Phật ngài chỉ trình bày những điều có lợi ích và trọng yếu là đủ rồi, không có cần phải nói nhiều, không cần phải nói nhiều đến những pháp khác. Vì vậy mà ở trong kinh điển chúng ta thấy thường hay bắt gặp Đức Phật ngài không hề bác bỏ
đến những cái chú thuật, những cái chú thuật nó cũng có cái công năng của nó chứ không phải là không. Và Ngài cũng thừa nhận, nhưng mà Ngài không có chỉ bảo, Ngài không có chỉ dạy cái phương cách để mà tu tập những pháp đó, Ngài không có chỉ bảo. Đây là việc thứ nhất mà chúng ta nên nhớ. Cho nên như vậy mình đã thấy rất là rõ rồi, để hiểu được cái câu thảo luận số 2 rồi. Tất cả những gì mà lời dạy của Đức Phật hướng đến cái sự giải thoát đều nằm ở trong sự thật của Pháp. Và trong sự thật của Pháp, thưa quý vị, nó có rất nhiều những lĩnh vực. Bởi vì khi nói đến thế gian Pháp mà, thì rất đa dạng và phức tạp. Và cái con đường để mà đi ra khỏi cái thế gian Pháp đó, nó cũng là một phần, nó cũng là một phần ở trong sự thật của Pháp. Và cái phần này á, là cái phần cốt lõi. Cũng giống như hồi đó sư nghe Đại Đức Giác Nguyên đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Đưa ra một ví dụ rất là hay. Người ta thắc mắc rằng là cái đạo lộ tu tập á, cái hành trình tu tập, thật ra nó cũng chỉ là một cái khía cạnh của pháp hữu vi. Kể cả tâm đạo và tâm quả siêu thế, nó cũng có bản chất sanh và diệt. Nó vẫn có bản chất sanh và diệt. Thì tại sao lại như vậy? Thì Đại Đức mới giải thích như thế này, đưa ra một cái ví dụ. Cái con đường á, mà đi ra khỏi khu rừng á, thì thật chất ra cái con đường đó nó vẫn nằm ở trong khu rừng. Cái lời ví dụ này rất là hay, thưa quý vị, rất là hay. Cho nên chính vì thế mà đối với siêu thế Pháp á, vẫn có bản chất sanh diệt vô thường. Chứ không phải là Pháp siêu thế là nó thường còn, không phải như vậy. Nó cũng ví như là cái con đường mà đi ra khỏi khu rừng thì thật ra nó vẫn nằm ở trong con đường, nhưng nó là lối để đi ra khỏi khu rừng. Nó là lối đi ra khỏi khu rừng. Vì thế mà quay trở lại vấn đề ở đây, chúng ta có thể hiểu được rằng là đối với những lời dạy của Đức Thế Tôn, thật ra tất cả đều bao hàm về sự thật. Về sự thật. Và trong số những sự thật á, mà chúng ta được học hỏi, giảng dạy từ kinh điển á, nó cũng có nhiều cái mức độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như Ngài dạy về những pháp mà của những cái vai trò của một người con đối với cha mẹ, đó cũng là một sự thật, thưa quý vị. Khi mà những người con nào mà thực hiện đầy đủ những phận sự này, chắc chắn sẽ có được cái kết quả lợi ích, quả báo. Đây là một sự thật của Pháp, không thể thay đổi được. Rồi vai trò của người buôn bán, những người học trò đối với thầy, của thầy đối với trò, vân vân. Thì trong lĩnh vực đó, nếu như mà mình áp dụng, mình tuân thủ theo đúng những cái chi phần trong cương vị đó, thì chắc chắn sẽ có được cái sự lợi ích. Ngược lại, đối với những pháp, những trường hợp trong những lĩnh vực mà nó đưa đến những sự nguy hại do y cứ trên ác bất thiện pháp, thì nếu như mà hễ bất kỳ ai sanh khởi những pháp đó, thì chúng ta sẽ bị cái kết quả không có được tốt đẹp. Không có được tốt đẹp. Đây là ở cái mức độ đầu tiên chúng ta thấy sự thật. Những cái bài pháp tuy chỉ là những cái từ ngữ trên phương diện chế định, nhưng nó vẫn chứa đựng sự thật của pháp. Bởi vì hễ ai mà có pháp đó thì cái sự vận hành của nó sẽ có cái kết quả theo sau. Không chỉ dừng lại ở đó không thôi, mà Ngài còn đưa ra một cái sự thật. Mà sự thật ở đây á, được gọi là sự thật tuyệt đối, hay còn gọi là sự thật rốt ráo. Mà trong trường hợp của cái sự trình bày này, đã làm cho một cái người đệ tử phàm phu có thể thấy được bản chất thật sự của các pháp.
Và nhất là cái sự thật đó đó, chúng ta thấy được nói đến ở trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bốn sự thật giác ngộ cao quý Ngài trình bày đến đến pháp đó. Mà pháp này á, thưa quý vị, cái sự thật này nè, không phải là dễ dàng mà chúng ta có thể nhìn ra được. Chính vì vậy mà khi mà cái giây phút mà Đức Thế Tôn Ngài nhìn ra được vấn đề, Ngài giác ngộ xong á, Ngài tự đưa lên một cái lời cảm hứng, thấy được rằng là ô, từ lâu lắm rồi, trong sanh tử này mình luôn đi tìm kiếm là cái kẻ mà xây cái ngôi nhà này không biết từ đâu mà ra, nhưng mà nay ta đã thấy rồi, à, rất là vui mừng. Tức là đã thấy được cái sự thật của vấn đề, mà cái vấn đề này là một chuyện mà trong sanh tử hầu như là cái số người mà biết được cái thú vị nó rất ít, nó chỉ dành cho cái phạm vi của những bậc chân nhân, của những bậc thánh thôi. Thì đây được gọi là cái sự thật cao quý, sự thật cao quý. Chính vì vậy mà dù trong bất kỳ những cái lĩnh vực nào ở trong kinh điển mà Đức Phật Ngài giảng, tất cả chung quy đều nằm trong sự thật của pháp, không hề có một trường hợp ngoại lệ. Không chỉ dừng lại ở đó không thôi, mà sự thật được Đức Phật Ngài giảng, Ngài biết lựa chọn những cái nào nó là trọng yếu, nó là cần thiết đưa đến sự lợi lạc hạnh phúc nhất, thì Ngài giảng về pháp đó thôi. Còn những cái thứ gì đó mà nó dư thừa, không đưa đến sự lợi ích, nói ra cũng chỉ làm khổ người khác thôi, thì Đức Thế Tôn Ngài không hướng dẫn, không hướng dẫn cách thức, tuy Ngài vẫn biết. Đó là như vậy. Và bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Sư Phụ Tuệ Siêu để tiếp nối theo cái phần thảo luận của bài học này. Nam mô Bụt Thầy ạ. Anh nhập một thời. Tiếp theo đến phần thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này thì chúng tôi xin trả lời thực ra thứ gì. Tuệ có ba, trí tuệ do tu tập gọi là pháp Namaya, cần nhà gọi là trí tu, một trí là do hội gọi là Sutamaya Panya, trí là trí văn, một trí mà do suy luận gọi là Chintamaya Panya, trí tư. Nếu không có trí văn thì một vị thánh đệ tử không có, một vị đệ tử Đức Phật là không thể đạt được cái trí tu.
không có cái sự học hỏi làm sao mà biết pháp mà tu được. Còn những vị, còn những chúng sanh mà thuộc về Bồ Tát Toàn Giác hay Bồ Tát Độc Giác đó, thì các vị đó không do học hỏi, nhưng mà do cái trước không ai ở đời mới sinh ra cái tự nhiên lọt lòng mẹ hay là lớn lên cái đắc đạo quả liền, nếu mà không có tri tư hay là tri văn. Bởi vậy trí tu tức là trí chứng đắc đạo quả, hay là trí ở trong cái tâm thiền, cái trí đó thì có giá trị lớn trong Phật pháp. Nhưng mà ở trong Phật pháp đó, cái trí là do học hỏi, cái trí tri văn, cái trí tư thì vẫn quý báu, vẫn xem trọng như thường. Trong tiểu bộ kinh Khuất Đất Khánh Ni Ca Giác, tập kinh Vatisam Phida Mắt Gác, trong đó có một phẩm gọi là Nyanakatha, luận giải vị trí. Ở trong đó chúng ta sẽ thấy rõ trước nhất tôn giả Sariputta ngài thuyết về cái trí văn, rồi trí tư, sau đó là trí tu. Trí văn ngài thuyết rất nhiều khía cạnh. Cho nên văn tư tu kẻ sĩ đều cần, ở cái vị tu tập thì đều cần hết, cái nào quý. Cũng giống như khi mà chúng ta, mặc dù chúng ta nói cái chuyên môn, cái chuyên môn trong cái nghề nghiệp đó, thì đạt đến cái sự chuyên môn đó là quý. Nhưng mà hỏi vậy, nếu mà trước đây đó, nếu người này không có đi học nghề, không có đi học ở vị thầy học bập bõm, rồi khi mà học xong cái nghề nghiệp đó, về làm không có cái sự suy nghĩ cái cách làm như thế nào để cho cái tay nghề nó vững, tức là không có cái trí tư, thì không thể nào mà có được cái sự chuyên môn của nghề được. Ở trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều trường hợp để chúng ta thí dụ về cái ý nghĩa này. Cũng vậy, mặc dù biết là cái trí tu, tức là trí thiền định, trí đạo quả là có trị lớn trong Phật pháp, nhưng mà cái trí văn và cái trí tư vẫn được xem là cao quý. Và Đức Phật cũng khuyến khích và sách chăng ê tâm mặc là bút tâm ăn, cái sự đa văn, tức là học nhiều hiểu rộng về Phật pháp,
đó là cái pháp khí tường. Đức Phật Ngài cũng tán thán, Ngài cũng tán thán về cái trí đa văn. Còn cái vấn đề thẩm sát suy tư pháp đã học hội yếu, thì như chúng ta đã thấy ở trong năm cái giải thoát xứ Vimutta chất tình năng, thì chúng ta thấy khi mà nghe pháp, nghe từ đến Đức Phật hay là các vị đệ tử Đức Phật, nhờ cái sự nghe pháp đó cái tâm khởi được cái sự quan hỷ. Từ sự quan hỷ phát sinh sự hân hoan. Hân hoan phát sinh lên cảm thọ lạc lạc đưa đến sự định tĩnh. Định tĩnh thì mới có chánh, mới có tri kiến như thật. Có được cái tri kiến như thật, hiểu biết thấy biết đúng, thì lúc bây giờ mới là yểm ly ly tham và mới được giải thoát. Rồi Đức Phật Ngài giải tiếp, nếu như mà người đó giảng dạy rộng rãi pháp cho người khác nghe, giờ để mà cái hân hoan phát sinh cũng có, thì vân vân. Rồi suy tư pháp cũng phát sinh lên như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rõ là bất cứ cái trí tuệ nào, trí văn hay trí tư, trí tu đều có giá trị và đáng quý cả. Nhưng mà theo giai đoạn thôi. Chúng ta trước tiên đi vào trong Phật pháp thì chúng ta phải học hỏi để thành tựu được cái trí văn. Rồi khi đã có được cái sự hiểu biết bằng cái trí văn đó, thì chúng ta mới suy tư những gì đã được học hỏi, đã được nghe. Chúng ta suy tư cho nó nhuần nhuyễn. Rồi sau khi suy tư mới đem ra áp dụng, đem ra mới thực hành, ứng dụng trong cuộc sống. Thì như vậy nó ba giai đoạn: văn tư tu, nữa ba giai đoạn. Nếu mà chúng ta bỏ hai giai đoạn đầu thì như vậy không thể đạt đến cái giai đoạn thứ ba được. Mình muốn có nhà cho nó đẹp, mình bỏ qua cái việc mà đóng cửa, xây đà móng cái nền nhà. Rồi chúng ta cứ nghĩ là bây giờ làm sao lợp nóc, trang trí họa tiết hoa văn ở trên cho nó đẹp. Rồi chúng ta bỏ qua cái việc nền, rồi bỏ qua cái việc xây tường, thì như vậy nó sẽ không thành cái nhà đâu. Mặc dù chúng ta cái gì? Nếu mà chúng ta xây, chúng ta đúc cái nền nhà, chúng ta bỏ đó thì nó không thành tựu cái ngôi nhà. Xây tường rồi bỏ lửng đó cũng không thành tựu ngôi nhà. Mà phải có mái nhà và phải có sơn phết, có hoa văn cho nó đẹp. Nhưng mà được cái công đoạn thứ ba, cái công đoạn hoàn thiện đó, thì phải có cái công đoạn phần thô trước, phải có giai đoạn phần thô. Thì trí tư, trí văn trí tư ở đây đó
thì chúng ta cũng phải hiểu giống như là một cái công đoạn hoàn thành cái phần thô của ngôi nhà vậy đó. Rồi đạt đến cái trí tu á, trí chứng đắc được thiền định đạo quả, giống như là đến cái giai đoạn gọi là hoàn thiện cái ngôi nhà. Đây là cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Quý vị cũng thông cảm, ngày hôm nay chúng tôi do từ hôm mà bị mắc mưa ở tại chỗ Đức Lễ Nhân Y tới hôm nay chúng tôi bị cảm, từ cái cảm lạnh đi đến cái cảm cúm, hôm nay mặc đồ nhiều lên, nên hôm nay chúng tôi rất là mệt. Sa thú xin cảm ơn sư đệ. Thưa tôi chắc đẳng đã có mặt vào trong rung rồi, xin cung thỉnh thượng tọa. Giúp cho cái phần còn lại, bây giờ chúng tôi xin phép đi nghỉ. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thưa tòa tiểu sư. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, sáng nay chúng tôi với tòa pháp đăng và một số chư tăng đi tụng kinh, và bây giờ thì cũng xong rồi. Bây giờ còn mười mấy phút nữa thì xin thỉnh thưa tòa pháp đăng hoan hỷ trả lời cho một câu là: khi chúng ta niệm về pháp quán niệm xứ, là chúng ta quan sát thân tâm, chúng ta quan sát thiên nhiên, từ đó chúng ta học những bài học cụ thể. Người ta nói là thiên nhiên là một quyển sách mở, ở sách mở mình học rất là nhiều điều, nhưng mà đặc biệt trong pháp quán niệm xứ thì quan sát thiên nhiên, nhưng mà quan sát trong những cái khuôn khổ, những cái đề tài như là năm thủ quẩn, tứ diệu đế, thất giác chi, vân vân. Thì phải chăng là không phải cái gì thuộc về tự nhiên nó đều tốt cho trí tuệ của mình, mà nó chỉ có một số những cái lĩnh vực, một số cái việc, một số điểm mà đáng cho chúng ta lưu tâm, đáng cho chúng ta quan sát, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh thì tòa pháp đăng. Alo. Dạ, ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì chúng ta thấy điển hình đó, có nhiều vị Phật độc giác hoặc là nhiều vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, nhìn từ cái sự thiên nhiên đó mà các vị chứng ngộ. Chúng ta thấy một chiếc lá vàng ở trong những cái cây cối từ nó lìa cành, vị này quan sát cái thọ mạng của chúng ta, nó cũng như vậy, nó cũng giống như cái cây và cái lá. Cái lá thì từ trong cái cây mà nó có, nhưng mà rồi nó cũng từ bỏ cái cây. Con người đó thì có cái thân này thì do cái tâm đi tục sinh, rồi chúng ta có cái thân sắc thân này, nhưng mà rồi sắc thân này nó cũng bị hoại diệt theo thời gian, nó cũng từ bỏ cái cõi này. Đó là một cái quy luật sanh tử, một cái quy luật của nhân duyên, tập dị nhân duyên. Chính những cái vị độc giác Phật á, nhìn thấy như vậy, và các ngài chứng đắc. Hay là chúng ta thấy như là nàng Kích Sát Gotami, nàng nhìn thấy ngọn đèn leo lét và những cái trận gió lùa mạnh, ngọn đèn thoạt sáng thoạt tối, thoạt có thoạt không, và nàng quán xét và nàng trở thành vị thánh ni. Nàng quán xét cũng theo cái tự tánh của vô thường, của nhân duyên, từ có sanh thì có lão tử. Vì chúng ta cũng biết rằng sắc pháp nó có bốn sắc, gọi là bốn sắc gọi là sinh tiến dị diệt. Sắc này đó thì chỉ cho tất cả các cái sắc, hay là chúng ta gọi là các cái gì mà mấy mắt thấy tai nghe của chúng ta, là những hữu vi đó, cái điều có sinh trụ dị diệt, chúng ta gọi là sắc đặc biệt, sinh tiến dị diệt. Và chúng ta cũng thấy như là nàng Bhattacharya, nàng rửa chân, nàng xối nước, nước được xối nhiều chạy xa, nước xối ít chạy gần. Thì nàng quán xét cái thọ mạng của con người cũng vậy. Có
người thì báo công đức, cái thọ mạng kéo dài. Có những chúng sanh đó thì do những cái ác nghiệp, cái thọ mạng ngắn đi. Từ cái sự quán xét nước chảy lan dài lan ngắn và nàng chứng đắc. Hay là chúng ta nghe câu chuyện của vị Phật Độc Giác á, vị này làm vua, quần thần á, thì cứ tâu hoài, thần dân bá tánh thì có nhiều cái ý kiến, vua phải giải quyết hoài. Mà hễ một vị minh quân á, thì càng phải để ý cái đời sống và quan tâm cái đời sống mọi người. Nhưng mà thọt một lần vua ngồi thấy những người vũ công, vũ nữ họ múa hát, trên tay họ đeo những chiếc dòng xi măng, hay chúng ta gọi là chiếc còng á. Một người mà đeo một cái thì nó không kêu, nhưng mà càng đeo nhiều nó càng kêu. Đời sống con người cũng vậy, càng chung chả nhiều, càng khổ lị nhiều. Ở trên cái địa vị mà đức vua đã sống, đã thấy khổ, khi mà làm vua đó phải giải quyết nhiều cái công việc. Và những cái lời qua tiếng lại của nhiều người đó, những chuyện thanh minh ai cũng đúng, không nhận về cái phần sai về mình, cố gắng kêu oan. Đức vua cũng khổ lị, đức vua cũng suy tư và thấy cuộc đời càng chung chả nhiều, càng khổ lị nhiều. Và lúc bấy giờ thì đức vua đã trở thành vị Phật Độc Giác, do quán xét cái sự múa hát của các nàng vũ công đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà có duyên giác ngộ đó, do họ thấy rồi họ suy tư dựa trên cái khổ của danh của sắc, cái khổ của thân của tâm. Bởi chúng ta thấy là một cái vị minh quân được lòng mọi người đó, thì cái sự hưởng thụ không có. Nên chúng ta thấy rằng những cái sự minh quân đó là họ khổ lị nhiều. Cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta nói rằng cha mẹ mà có cái tình thương yêu với con cái đó, thì hy sinh cả đời cho con cái. Nên cha mẹ thấy khổ lắm, mà thấy có con là khổ, nuôi con là khổ, nên mới nhớ ơn cha mẹ, ông bà, mới sống cống hiến cho đời nhiều. Cũng như vậy, nhưng mà những người họ sống họ hưởng thụ đó, thì ngược lại. Họ sống họ hưởng thụ đó, thì họ chỉ cái lòng tham của họ tăng trưởng, sân si với trái ý nghịch lòng, si mê với không hiểu biết sự thật. Nên những gì cần làm họ không làm, những gì cần tạo họ không tạo được những cái thiện nghiệp. Chính vì như vậy nên những cái thiên nhiên nó cũng giúp cho chúng ta. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện, những vị tỳ khưu đi ở ngoài trời gặp lửa cháy, ngồi ở trên đỉnh suy nghĩ về các cái phiền não, và lửa đó giống như trí tuệ. Mà lửa lan tới đâu thì những cái thiêu hủy hết, thiêu hủy hết. Thì trí tuệ mà lan tới đâu thì phiền não cũng tan biến tới đó. Vị này quán xét như vậy. Thế là chúng ta thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà từ những cái nắng thiêu đốt thân thể, vị này tìm được bóng mát, ngồi quán xét với cái sự mát mẻ của thời tiết trong bóng râm. Vị này đưa tâm quán xét và cũng chứng đắc đạo quả. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng đối với một cái người có duyên đó, một cái người có duyên mà chúng ta gọi là cái duyên đã chín mùi để trở thành vị thánh đó, thì những vị đó dù là nghe người ta nói, dù là thấy những cái hiện tượng, nhưng mà vị đó cũng dễ dàng chứng đắc, dễ dàng chứng đắc. Nên những cái duyên của những vị Phật Độc Giác á, chúng ta thấy có nhiều vị, có nhiều vị khi mà nghe người ta mô tả lên, ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện của Đức Bồ Tát chúng ta làm chim công, là cái người thợ săn đó có duyên thành Phật Độc Giác. Khi mà con chim công bị rình bắt và bị bắt rồi đó, thì con chim công đã nói lên cái sự thật. Ai có mắt nhìn thấy cảnh sắc cũng bị loạn tâm nếu người đó không có tu tập. Và khi loạn tâm rồi đó, thì cái chuyện mà mắc bẫy, cái chuyện mà bị người ta bắt bị giam, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Nên Đức Phật ngày thường thí dụ như ma vương, khi mà mình loạn tâm trong mắt với cảnh sắc thì ma vương đã bắt lấy mình rồi. Cũng giống như bài chia kinh mà Đức Phật nói chim cút nó không có ở trong cái trú xứ của nó,
vì nó không chịu ở trong thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán. Nó lìa bỏ cái trú xứ của nó và nó đã bị con đại bàng bắt nó lấy. Khi mà nó trở về cái trú xứ nó thì con đại bàng không có tài gì bắt được nó. Thì cũng như vậy quý vị, nếu một người mà ở trong thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ thì chắc chắn sẽ làm mù mắt ma dương. Mù mắt ở đây á, vì chúng ta hiểu rằng chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện, cái tâm thiện làm việc chúng ta nghe pháp nói qua cái thân quán niệm xứ, hay là cái nghe về thọ quán niệm xứ, nghe về tâm quán niệm xứ, nghe về pháp quán niệm xứ, cái chúng ta nghe như vậy đó gọi là văn thành tuệ. Nhưng mà khi mà chúng ta suy xét về những cái điều mà chúng ta được nghe, chúng ta suy xét trở lại đó, nó trở thành tư thành tuệ. Tư thành tuệ là những cái tâm thiện hợp trí liên tục, suy tư ở trên cái sự nghe, mình đã suy tư về cái hiện tượng của danh và sắc, của thân và tâm, của thân quán, của thọ quán, của tâm quán, của pháp quán, niệm xứ. Và cái sự suy tư chín mùi đó đó, nó trải qua nhiều cái giai đoạn mà chúng ta gọi là tâm thiện sanh liên tục. Tâm thiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tâm thiện hợp trí, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Rồi cuối cùng cái tâm thiện nó sanh lên cái tâm thiện siêu thế, đó là tâm đạo. Và tâm đạo nó làm cái việc đoạn trừ phiền não, cắt đứt phiền cái, cắt đứt những cái phiền não tùy miên ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta được cắt đứt. Như vậy thì lúc bấy giờ gọi là tu thành tuệ. Nhưng mà thật sự mình nói tu thành tuệ, tư thành tuệ mình hiểu rằng những cái sát na mà liên tục bằng cái tâm thiện cọ sát trên đề mục, khi mà chúng ta nghe về thân quán thì mình chánh niệm tỉnh giác, niệm ghi nhận sự đi đứng nằm ngồi, mình nghe và như vậy gọi là văn thành tuệ. Nhưng mà khi mình suy tư như vậy gọi là tư thành tuệ, cho đến khi mình đắc chứng đạo quả thì gọi là tu thành tuệ. Như vậy thì cái tu thành tuệ chỉ nói đến một cái sát na của tu đồ quần đạo, tu đồ quần quả. Tu đồ quần đạo thì cắt đứt cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy thì chúng ta hiểu được chúng ta hiểu được văn thành tuệ, và chúng ta hiểu được tư thành tuệ, và chúng ta hiểu được tu thành tuệ. Muốn nói đến tu thành tuệ đó là tu đồ quần đạo, tu đồ quần quả. Vì cái tâm siêu thế nó cắt đứt được triền cái. Còn ngược lại đó thì chúng ta biết rằng tại sao mà mình tu và tại sao những cái phiền não nó vẫn sanh khởi. Vì lúc bấy giờ giống như con chim cút đó, nó ở trong cái lãnh vực của nó đó, bốn điểm xứ đó, là ở trên cái gò đất, thì con đại bàng không thể nào bắt được. Nhưng mà khi nó rời khỏi cái trú xứ, nó sẽ bị con đại bàng bắt. Ý nghĩa nói rằng cái tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta rời địa mục đó, thì những cái tâm tham sân đó, nó sanh khởi. Và cái tâm tham sân sanh khởi đó, thì giống như con đại bàng, giống như ma vương vậy, nó sẽ bắt được chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái tư thành tuệ đó, đó là cái sự tu tập trên cái đề mục suy quán về thân quán, suy quán về thọ quán, suy quán về tâm quán, suy quán về pháp quán, và suy quán liên tục như vậy đó thì gọi là tư thành tuệ. Đó là những cái tâm thiện hợp trí sanh sao văn thành tuệ, sanh sao một cái sự hiểu biết của chúng ta, rồi chúng ta học hiểu đó, gọi là học mà hiểu được rồi chúng ta văn thành tuệ. Chúng ta suy tư đến lúc nào đó giống như cái vị vua đó, bị cái khổ của những thần dân, bị khổ của quan quyền, bị khổ của những người sống xung quanh vua, cứ tâu, cứ kêu vua là mình quan như vậy. Nhưng mà thật sự ra, khi mà xử ra thì biết người nào quan và người nào không quan. Với cái sự tráo trở đó, với cái tự ngã mà tráo trở thì ai cũng nghĩ rằng mình bị quan hết. Nhưng mà khi xử ra thì mới biết rằng mình có quan hay không quan. Thì cũng giống như vậy quý vị, cái sự tu tập của chúng ta đó dựa trên cái đề mục, và phải tu tập liên tục như vậy. Đó là mình sống trong cái truyền thống của tổ phụ. Như là trong cái bài kinh mà nói về con chim cúc, nó ở trong cái truyền thống của tổ phụ, là nghĩa là từ đời thì con chim cha anh đó, nó cũng đều sống trong cái lĩnh vực đó, mà không bị bắt, nó mới sanh ra chim con được. Nếu mà con chim cha đó mà nó không như vậy đó, nó đã bị con bồ cạp bắt mất rồi, ăn thịt rồi, làm sao nó sanh ra chim cúc con được. Mới nói rằng cái truyền thống tổ phụ là như vậy. Cái truyền thống của chư Phật dạy những cái người tu tập không bị ma vương bắt đó,
là sống trong bốn niệm xứ. Nhưng mà chúng ta là người tu, nhưng mà chúng ta cũng có lúc đó, chúng ta tựa như giác ngộ mà xúc cảnh quần mê. Chúng ta có lúc đó, thì chúng ta nương tựa vào bốn pháp quán, tâm chúng ta tỉnh giác, chúng ta thấy dễ dàng để vượt qua. Nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta bị thất niệm, bị lạc ra khỏi cái lãnh vực bốn niệm xứ, nên chúng ta cũng dễ dàng bị ma vương bắt chúng ta. Như con chim cút mà rời khỏi những cái gò, cái cục đất cày thì nó bị con đại bàng bắt, nó cũng giống như vậy quý vị. Chúng ta phải phân biệt lúc nào là tâm thiện và lúc nào là tâm bất thiện. Chúng ta cũng hiểu rằng lúc nào văn thành tuệ là chúng ta hiểu rồi á, gọi là văn. Chúng ta có cái kiến thức mà hiểu người ta trình bày về thân quán, về thọ quán, về tâm quán, về pháp quán, đó là văn thành tuệ. Nhưng mà khi chúng ta suy tư lại những cái gì mà chúng ta được nghe, chúng ta chánh niệm tỉnh giác đi đứng nằm ngồi, hoặc là chánh niệm đây là nhãn căn, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, đây là nhãn xúc, đây là nhãn thọ, đây là sắc tưởng, đây là sắc tư, đây là sắc tầm, đây là sắc tứ. Chúng ta suy tư như vậy đó thì gọi là tuệ tư. Cái tuệ tư này nếu mà ngày nào, giờ nào, phút nào mà chúng ta cũng có chánh niệm như vậy đó, thì chúng ta gọi giống như một cái người dùng cái phawana tu tiến liên tục để có những cái sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Đó là những cái tâm thiện hợp trí làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, để rồi tâm đạo sanh khởi, tu đồ quần đạo sanh khởi, tư đà hàm đạo sanh khởi, a na hàm đạo sanh khởi, a la hán đạo sanh khởi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật đề giảng thì rõ ràng như vậy. Chúng ta được nghe và được hiểu biết từng tử thứ lớp cũng rõ ràng như vậy. Chúng ta biết lúc nào chúng ta ở trong cái lãnh thổ của tổ phụ, giống như con chim cút ở trong những cái luống đất cài thì con đại bàng không thể nào bắt được. Nhưng mà nó rời khỏi cái lãnh địa của nó rồi, nó rời khỏi những cái chỗ mà che chắn cho nó, đó là những cái mô đất cài, thì nó sẽ bị con đại bàng bắt. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta khi nào tâm chúng ta rời khỏi bốn niệm xứ thì chúng ta sẽ bị ma vương khống chế chúng ta. Nó cũng giống như vậy quý vị. Bây giờ thì đã hết giờ rồi quý vị. Sẽ hẹn lại cái buổi học sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghe về cái bài đại niệm xứ này, do cái sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Siêu cùng với sự giảng dạy trình bày của Chư Tăng. Bây giờ thì mời chi chúng lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, và chúng ta bế mạc cái lớp học hôm nay, buổi học hôm nay quý vị. Nhưng mà hai giá, dạ con thấy Thượng Tọa Giác Đẳng đưa tay, dạ con cũng thỉnh sư ạ. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ mai không con thỉnh sư ạ. Dạ về đạo sư, không có trước máy rồi.